Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây phần loa ngoài của Asus Zenfone 6 2019, loa trong thì phải đặt ở phía trên đỉnh máy này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong, loa ngoài của Asus Zenfone 6 2019 lỗi hỏng, cần địa chỉ thay mới. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên Asus Zenfone 6 2019 của quá trình thay thế, sửa chữa quý vị các bạn khi cần. Riêng đối với phần loa trong, loa ngoài, quý vị các bạn chỉ cần đến các địa chỉ của Di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về sản phẩm dịch vụ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Kỹ thuật viên từ Di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ Di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của Asus Zenfone 6 2019 hàng đầu hiện nay.